Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Thoại TV trong tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào ngày thứ sáu hôm nay 23 tháng 2 2018, nhằm mùng 8 Tết, Tết ở Việt Nam vẫn còn vui chơi như thường, và thậm chí nhiều người nói chứ bây giờ họ cũng có thể về nhà ăn Tết được, bởi vì ngày Tết phải đi làm. Vâng. Thì tuần lễ này là tuần lễ Tết của nhiều người. Chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời, và thời tiết có thuận lợi hay không Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, thời tiết cuối tuần này thì vẫn còn lạnh, nhưng mà nhìn chung là cũng khá hơn những ngày qua, là bởi vì từ đây đến cuối tuần chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ tăng đôi chút, từ 5 cho đến 7 độ thưa quý vị, và có nắng lên vào buổi trưa. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì trung bình ở Westminster và Garden Grove cũng chỉ ở mức là 60 độ là cao. Anaheim thì có thể lên được 62, 63 độ, không có khác biệt là mấy. Nhưng mà chiều tối thì xuống tầm ở mức là 39 đến 40 độ, rất là lạnh thưa quý vị. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một ngày là gió khá là lớn, cho nên là cũng khiến cho cái lạnh cả cũng cả cảm thấy lạnh hơn bình thường rất là nhiều. Nhưng mà đến thứ bảy và chủ nhật quý vị sẽ thấy ấm áp hơn một tí, khi mà nhiệt độ trung bình lên được là từ 65 cho đến 70 độ. Nhưng mà nhìn chung thì cuối tuần này độ ẩm vẫn rất là thấp, trời vẫn rất khô thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình tài chính tại Hoa Kỳ thế nào? Hôm nay là ngày thứ 6 và Dow Jones tiếp tục tăng lên một ngày tốt đẹp. Hiện nay lên được 159 điểm ở mức 25.121. Nasdaq lên được 52 điểm 7.262. S&P 500 lên được 20 điểm 2.723. Đây là breaking news liên quan đến tài chính mà thôi thưa quý vị. Quỹ dự trữ liên bang tuyên bố là họ thấy là nền kinh tế có được toàn bộ công ăn việc làm, full employment, nhưng mà với cái mức tăng về lương bổng thì chút đỉnh mà thôi. Cho nên đây có thể nói rằng là việc tăng lương cũng không đóng góp gì cho vấn đề lạm phát của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy đó là một khi công ty mà tăng lương thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty và có thể tăng lên lạm phát. Tuy nhiên, Quỹ Dự trữ Liên bang ngày hôm nay tuyên bố chỉ có moderate wage gains, lương tăng chút đỉnh mà thôi. Và điều đó đã khiến cho giới đầu tư an tâm hơn về phân lời. Và điều này đã khiến cho phân lời của công trái phiếu 10 năm giảm chút đỉnh 0.03%. Dầu lên được 46 sen và dầu lên khá cao, 63 đồng 23 sen. Vàng lên được 1 đồng 9, thưa quý vị, 1.330 đồng 80 sen. Chúng tôi bước vào một cái bản tin breaking news quan trọng ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump vừa tuyên bố ông sẽ trình làng một cái kế hoạch cấm vận Bắc Hàn lớn nhất chưa từng bao giờ có, the largest ever package of sanctions. Lệnh cấm vận này sẽ lớn nhất chưa từng có, nhắm vào Bắc Hàn và gia tăng thêm áp lực. Mặc dù hiện nay chúng ta đã nghe thấy chương trình của Thế vận hội mùa đông đến chủ nhật này mới kết thúc. Thế nhưng thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì Tổng thống Trump nói rằng coi như là nỗ lực của phía ngoại giao Hoa Kỳ đã không quan tâm về vấn đề Bắc Hàn có muốn thương thuyết hay không, một khi họ vẫn còn thủ đắc vũ khí nguyên tử. Và điều đó có nghĩa là ông Trump muốn Bắc Hàn không còn sở hữu vũ khí nữa. Nếu muốn ngồi xuống đàm phán, mà không phải cái chính sách của Hoa Kỳ xưa nay đó là không có đối thoại song phương, mà phải qua sáu bên. Mình có Nga, có Trung Quốc, có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp, Đức, mà trong đó có cả Nhật Bản và
Nam Hàn nữa để thảo luận về vấn đề này. Tổng thống Trump hiện nay đã nhận các câu hỏi và hôm nay ông đã trả lời với các ký giả và ông tuyên bố: ngày hôm nay tôi sẽ công bố là Hoa Kỳ sẽ thực hiện lên kế hoạch để đưa ra một cái lệnh cấm vận nặng nề nhất đối với Bắc Hàn. Chi tiết của lệnh cấm vận này như thế nào, thưa quý vị? Nhắm vào 50 vessel shipping companies and trade businesses. Tức có nghĩa là nhắm vào 50 hệ thống hàng hải, chuyển hàng và kể cả công ty nữa. Những công ty nào bất cứ đã từng hỗ trợ cho Bắc Hàn trong thời gian qua là sẽ gặp phải lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Như vậy bao gồm cả Nga và Trung Quốc nếu cần thiết, thưa quý vị. Chi tiết chúng ta sẽ có thêm chi tiết trong ngày hôm nay khi thông cáo chính thức từ Tòa Bạch Ốc được đưa ra trong ngày. Vâng, thưa quý vị, và tiếp tục trong phần tin tức ngày hôm nay thì một ngày sau khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái ý kiến là ông muốn trang bị súng ống cho các thầy cô giáo ở các trường của Hoa Kỳ và nhận lại vô số lời chỉ trích từ học sinh cho đến giáo viên và đến các nhà lập pháp của từ hai phía, thì một ngày sau, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã đi lên Twitter để mà bào chữa cho cái ý kiến này của ông. Ông viết trên Twitter rằng bắt đầu thì ông chỉ trích là CNN và NBC lại đưa ra fake news. Ông nói rằng tôi không hề nói là đưa súng cho giáo viên, mà ý của tôi là hãy trang bị súng cho những thầy cô nào mà có kinh nghiệm về quân sự cơ, hoặc là ít nhất cũng từng quen thuộc với súng ống. Và trong một cái buổi họp báo cùng ngày thì Tổng thống Trump tiếp tục đề ra một cái ý kiến khác là chính phủ sẽ đưa một ít tiền thưởng cho giáo viên nào đồng ý mang súng. Và chỉ cần, theo như lời của ông Trump, chỉ cần 20% thầy cô mà có mang súng thì chả có cái tên điên nào mà dám đi vào xả súng ở trong trường cả. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng không quên xoa dịu Hiệp hội Súng trường Quốc gia bằng cách là khen ngợi NRA có những người vô cùng vĩ đại và toàn là những người yêu nước, và NRA sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Lời khen này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi có tin cho biết là ông đang cân nhắc và ủng hộ tăng độ tuổi tối thiểu lên để mà mua vũ khí. Nhưng mà ngay lập tức NRA cũng cho biết rằng họ sẽ phản đối bất cứ cái dự luật nào mà nâng tuổi đối với người mua súng từ 18 thành 21. Dạ vâng, thưa quý vị. Và tuyên bố của NRA được đưa ra trong cái lúc mà thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona là ông Jeff Flake, ông thuộc đảng Cộng hòa, và thượng nghị sĩ của tiểu bang California bà Dianne Feinstein của đảng Dân chủ cho biết họ đang phối hợp để có thể đưa ra một cái số dự luật nâng tuổi của người mua súng, như anh Thụy nói, từ 18 lên 21, thưa quý vị. Trong khi đó, để mà nối kết luôn cái bản tin này, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo, bởi vì Thảo Yên sẽ trình bày với quý vị về kẻ mà có súng trong tay lại làm một cảnh sát để bảo vệ trường học nữa, thế nhưng lại chết nhát. Thì cái sự phản đối, và cũng như nếu mà cái tên này có hành động đúng đắn thì chắc có lẽ là ít nhất cứu được, cũng cho dù là cứu được 5-7 mạng sống đi, ít nhất cũng cứu được 5-7 mạng sống, còn hơn là để cho 17 trẻ em và thầy cô giáo bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Stoneman, Florida. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.